Vào sáng thứ Ba, ngày 8 tháng 12, nhiều cư dân lít đô Sài Gòn có mặt tại công viên Mile Square Park ở thành phố Fountain Valley để tham gia xét nghiệm COVID-19 miễn phí do chính thành phố tổ chức. Đây là lần đầu tiên thành phố Fountain Valley tổ chức một chương trình xét nghiệm miễn phí như vậy. Và tân thị trưởng Michael Võ có mặt tại công viên để chào đón cư dân cũng như nói về chương trình của ngày hôm nay. Valley Sport Park thì đây là cái event đầu tiên mà thành phố Fountain Valley phối hợp với văn phòng giám sát viên Andrew Đỗ cùng với trung tâm y tế quận Cam để tổ chức cái buổi free COVID testing cho tất cả dân của Fountain Valley, nhưng mà thật ra là cho tất cả cư dân của quận Cam. Trong cái mùa đại dịch COVID-19 thì chúng tôi đã nhận thấy rất là nhiều người đi làm hãng xưởng, nhiều người đi làm trong nhà hàng, ngay cả các nhân viên y tế vì bắt buộc phải thử COVID và đôi lúc họ phải tự bỏ tiền túi ra để được thử nghiệm để rồi có thể trở lại đi làm. Điều đó cũng là một cái gánh nặng tài chính cho gia đình. Thì cái event này là chúng tôi giúp thử nghiệm COVID-19 hoàn toàn miễn phí 100% cho tất cả mọi người. Có lẽ chúng ta trong những tháng vừa qua đã nhìn thấy cái sự khó khăn trong cái mùa đại dịch. Và đây cũng là một trong những cái công việc mà thành phố muốn làm để giúp cho mọi người hiểu và giúp cho mọi người có thể tìm thấy được cái sự yên tâm qua cái vấn đề thử nghiệm COVID-19. Và cùng với nhau chúng ta hiểu được cái vấn đề và có thể có được cái đời sống thoải mái, yên ổn, biết rằng cái vấn đề COVID-19 có là một cái sự nguy hiểm cho cá nhân của mình hay không, hay là cho gia đình của mình hay không. Chương trình xét nghiệm COVID-19 của Fountain Valley rất đơn giản, vì cư dân chỉ cần lấy hẹn trước, và nếu không có hẹn thì họ có thể đến ghi danh ngay tại công viên. Và sau đó họ sẽ được xét nghiệm xong chỉ trong vòng 5 phút. Chính vì thấy đây là một chương trình rất có lợi cho cộng đồng, một số đồng hương gốc Việt chia sẻ cảm nghĩ của họ sau khi xét nghiệm tại công viên Mile Square Park. Cho dân chúng thì chúng tôi cần những cái địa điểm như vậy để giúp đỡ nhân dân, để những người có điều kiện để đến test COVID. Tôi Tuấn Trần, live ở Westminster. Nay thấy báo Người Việt có để là free test COVID-19. Thì tôi thấy làm như vậy rất good cho những người đồng hương. Bởi vì tôi tham gia chương trình hôm nay thì hôm nay tôi thấy cái test. Tại vì nó cũng ảnh hưởng tới nhiều khi người ta nghèo, người ta đâu có tiền, người ta test 100 mấy chục đồng một lần test. Thì cái này là Fountain Valley giúp đỡ cho đồng hương của mình thì ok, ai có dịp thì very good program. Xin cảm ơn. Vì California mới ra lệnh ở nhà nên nhiều cư dân gốc Việt ở thủ đô Sài Gòn đến công viên Mile Square Park xét nghiệm COVID-19 để phần nào lấy được sự an tâm trong những ngày sắp tới.